Hôm nay mình xin giới thiệu đến anh chị em và các bạn một món ăn rất là tốt cho sức khỏe, đó là xà lách son thịt bò trộn dầu giấm. Thành phần nguyên liệu rất là đơn giản. Ở đây mình có 100 g thịt bò cắt miếng mỏng. Một trăm sáu mươi gram xà lách son, một phần tư củ hành tây, một trái cà chua, tỏi, hành tây mình cắt mỏng, không có mỏng lắm. Mình cắt mỏng quá thì chút nữa ngâm vào trong giấm nó sẽ rất là mềm, không có ngon. Mình cắt độ dày như vậy là vừa. Cho nước vào xăm xắp nửa muỗng canh đường. Một muỗng canh giấm. Mình ngâm giấm đường để cho hành tây có vị hơi chua chua ngọt ngọt và cũng bớt mùi hăng. Nó sẽ dễ ăn hơn. Tỏi mình sẽ ép nhỏ ra. Nếu nhà không có đồ ép này thì các bạn bằm nhuyễn. Một trăm gram thịt bò mình ướp và một chút tỏi băm. Chút tiêu. 1 phần 3 muỗng cà phê đường. Muỗng cà phê dầu hào. 1 phần 5 muỗng cà phê hạt nêm gà. Nửa muỗng canh dầu ăn. Công dụng của dầu ăn giúp cho thịt bò mềm hơn. Ướp thịt bò 15 phút. Cho 3 muỗng canh dầu ăn vào chảo. Tỏi băm. Phi cho tỏi thơm. Khi mình phi tỏi thì nên để lửa nhỏ, đừng để lửa lớn. Nếu các bạn để lửa lớn thì tỏi sẽ bị đắng và dễ bị khét. Mình có thể cho tỏi vào lúc dầu còn lạnh, không cần phải chờ dầu nóng mới cho vào. Mình cho vào lúc cho dầu còn lạnh để tỏi chín từ từ. Khi tỏi vừa chuyển sang màu hơi vàng vàng là mình cho ra chén được rồi. Mình
mình để lại một ít dầu tỏi trong chảo để xào thịt bò luôn. Và khi xào thịt bò mình sẽ xào trên lửa thật là lớn, biết có chín số thì mình để lửa có chín luôn, xào thật là nhanh cho thịt bò tái vừa tái lại là được. Nó mình xào trong vòng 1 phút là mình tắt bếp rồi cho thịt bò ra dĩa. Hành tây mình ngâm với đường với giấm với nước, bây giờ mình sẽ chắc bỏ phần nước này cho vào chung với xà lách son. Mình pha sốt dầu giấm, ba muỗng canh giấm, một muỗng canh rưỡi đường, một phần tư muỗng cà phê muối, chút xíu tiêu, nửa muỗng canh nước tương. Đây là dầu tỏi phỉ lúc nãy mình cho vào luôn. Rồi mình chan sốt dầu giấm vào trong xà lách son. Mình chan từ từ cho vừa ăn. Trộn đều lên. Cà chua. Mình sẽ chan hết sốt luôn. Cho ra dĩa. Cho thịt bò lên trên. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn luôn các bạn ơi. Món này mình làm cũng rất là nhanh và ăn lại ngon và bổ dưỡng. Mình sẽ ăn thử một miếng. Có rau và thịt bò luôn. Rất là ngon luôn. Mình làm có dầu tỏi cho nên là rất là thơm, không có hôi cái mùi của xà lách son. Nhiều bạn không ăn được xà lách son tại vì nó có mùi hơi hăng hăng, nhưng mà mình làm như thế này thì ăn rất là ngon. Bạn nhớ vào bếp và làm thử cho gia đình của mình cùng ăn coi có ngon hay không nha. Cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem hết video clip này. Nếu anh chị em và các bạn yêu thích món ăn này của mình thì bấm like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình, và đừng quên bấm chuông để có thể nhận được thông báo mỗi khi có món ăn mới. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong món ăn lần sau.